Nhằm tăng cường quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, lực lượng công an và ngành chức năng đã phối hợp triển khai tổng kiểm tra, rà soát các yêu cầu về an toàn cháy đối với loại hình nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh. Qua thực tế kiểm tra cho thấy nhiều cơ sở cần khắc phục những hạn chế để đảm bảo an toàn. Từ ngày 26 tháng 9 năm 2023, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ và ngành chức năng đã kiểm tra các cơ sở thuộc quản lý. Trong đó, các cơ sở thuộc cấp tỉnh quản lý kiểm tra 27 cơ sở. Qua thực tế kiểm tra cho thấy, về cơ bản, các cơ sở được kiểm tra đều đảm bảo tuân thủ các quy định về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Thông qua kiểm tra định kỳ hàng năm và công tác tuyên truyền, các cơ sở đều nhận thức và nắm bắt đầy đủ các quy định về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, chủ động thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy tại cơ sở theo phương châm 4 tại chỗ, đặc biệt là tuyên truyền hướng dẫn thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy đối với những người đang sinh sống, học tập và làm việc tại cơ sở. Thông qua tất cả các đợt kiểm tra thì chúng tôi đều được phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh đánh giá đã đạt yêu cầu. Và cũng thông qua những đợt kiểm tra như thế này thì chúng tôi càng nhận thức sâu sắc hơn về cái công tác phòng cháy chữa cháy, đặc biệt là đối với đơn vị chúng tôi với số lượng vận động viên ở nội trú rất đông và phòng ở của các cháu thì cũng tương đối nhiều. Thế nên là chúng tôi luôn luôn ý thức rằng phải xác định đặt cái nhiệm vụ công tác phòng cháy chữa cháy lên hàng đầu. Đợt tổng kiểm tra cũng tập trung làm rõ những hạn chế còn tồn tại về phòng cháy chữa cháy đối với các cơ sở được kiểm tra rà soát. Qua thực tế, đoàn kiểm tra cũng chỉ rõ nhiều hạn chế của các cơ sở như về hệ thống điện, các trang thiết bị phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công tác bảo trì, bảo dưỡng, đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, đảm bảo an toàn các lối thoát nạn, thoát hiểm. Với những cơ sở đã nhiều lần yêu cầu khắc phục nhưng vẫn vi phạm, đoàn kiểm tra sẽ kiến nghị xử phạt, tạm đình chỉ hoặc đình chỉ hoạt động. Qua cái công tác rà soát cũng như kiểm tra thì đánh giá được các thực trạng, các tồn tại và vi phạm liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với các loại hình này. Thì qua đó thì chúng tôi cũng trên tinh thần hướng dẫn, tuyên truyền và kiến nghị những cái tồn tại vi phạm. Đối với các cơ sở mà còn tồn tại vi phạm từ lâu mà chúng tôi đã kiến nghị và nhắc nhở nhiều lần thì sẽ cương quyết xử lý vi phạm hành chính cũng như là đình chỉ, tạm đình chỉ đối với các công trình. Căn cứ vào những ý kiến kết luận, kiến nghị của đoàn kiểm tra liên ngành mới đây thì chúng tôi sẽ báo cáo với lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc xin được cấp kinh phí bổ sung để rồi khắc phục, hoàn thiện những cái kiến nghị đó một cách sớm nhất nhằm đảm bảo cho công tác phòng cháy chữa cháy đạt hiệu quả cao. Trong thời gian qua, nhiều vụ cháy đã gây ra những thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng. Vì vậy, thông qua tổng kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện những nguy cơ cháy nổ, mất an toàn. Sau kiểm tra, lực lượng công an sẽ tham mưu Ủy ban dân tỉnh tổ chức kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại đơn vị địa phương, đồng thời sẽ có thống kê, phân loại các vấn đề cần khắc phục theo lĩnh vực địa phương để có các giải pháp tăng cường phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, hạn chế thấp nhất xảy ra cháy do nguyên nhân chủ quan.